Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc thì chúng ta sẽ xem được những tình huống rất là gần gũi và thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, và thông qua đó chúng ta cũng sẽ có được những bài học, những kiến thức bổ ích dành cho bản thân cũng như là gia đình, để cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay mời đến chương trình Nhật ký hạnh phúc xin được giới thiệu, đó chính là bác sĩ da liễu Nguyễn Phương Thảo, chuyên khoa 2 ạ. Xin chào bác. Chào Bích Trâm và xin chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Mình là bác sĩ chuyên khoa da liễu Nguyễn Phương Thảo. Mình đang phụ trách hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu Pencilia và rất vui khi được chia sẻ với các bạn về chủ đề gàu. Gàu là một tình trạng rối loạn da đầu phổ biến đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, ảnh hưởng đến gần một nửa dân số từ tuổi trước dậy thì thuộc bất cứ giới tính nào và dân tộc nào. Hầu như trong đời tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của gàu da đầu với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đối với người có da dầu thì bị gàu có thể dẫn đến nấm da đầu. Nấm da đầu không chỉ gây ra tình trạng ngứa, tróc vẩy, rụng tóc ảnh hưởng nặng nề về thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Để hiểu rõ hơn chủ đề này, xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện tình huống sau đây. Một ngày như mọi ngày, bà Ngọc vui vẻ tập thể dục ngoài sân. Anh Phúc bước từ trong nhà ra với vẻ mặt buồn bã và đội nón. Bà Ngọc nhìn thấy anh và liền hỏi: "Sao hôm nay buồn vậy con, mà còn đội nón nữa?" Anh Phúc trả lời: "Dạ, tại con thiếu ngủ thôi mẹ. Với lại nay trời hơi lạnh nên con đội nón cho ấm." Bà Ngọc gật gật liền vào trong mà tìm con dâu để hỏi xem có vấn đề gì xảy ra. Chị Hạnh đang nấu ăn trong nhà bếp. Chị Hạnh vẫn vui vẻ nấu ăn. Bỗng bà Ngọc bước đến vỗ vai chị Hạnh, làm chị Hạnh giật mình. Bà Ngọc hỏi: "Sao hôm nay thằng Phúc kỳ vậy con?" Chị Hạnh trả lời: "Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là công việc ảnh dạo này hơi nhiều nên mới như vậy thôi." Bà Ngọc cũng cảm thấy an lòng được một chút. Đến chiều, anh Phúc đi làm về và xách thêm một bịch đen khá là bự. Anh Phúc bước vào nhà thì thấy bà Ngọc và chị Hạnh đang ngồi xem tivi. Anh lặng lẽ bước vào trong. Anh không dám nhìn bà Ngọc. Anh đến chỗ chị Hạnh, vỗ vai chị và hai người cùng nhau vào phòng. Bà Ngọc lúc này nhìn thấy anh Phúc đầy ngạc nhiên. Tại sao hôm nay anh Phúc về không chào thưa mà lại lẳng lặng bước vào phòng? Bà Ngọc ngồi chờ rất lâu vẫn không thấy chị Hạnh và anh Phúc đi. Bà mới cất giọng nói: "Phúc ơi, Hạnh ơi, làm gì lâu vậy? Ra ăn cơm đi, hai đứa trễ rồi." Chị Hạnh trả lời: "Mẹ đợi con tí, con ra liền." Chị Hạnh bước ra, chị liền đi dọn cơm. Bà Ngọc đứng nhìn chị Hạnh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Một lát sau, anh Phúc bước tới có vẻ mặt vui vẻ, phấn khởi. Nhưng bà Ngọc nghe trên người con mình có mùi thuốc. Bà ngạc nhiên nhìn con. Anh Phúc liền nói: "Con mới đổ dầu gội thảo mộc để tóc đẹp hơn thôi mẹ, chứ không có bệnh gì đâu." Bà Ngọc: "Vậy hả, làm mẹ cứ tưởng con bị gì." Vậy là cả nhà ngồi xuống ăn cơm, trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến vài ngày sau, trong phòng vợ chồng của anh Phúc, hai vợ chồng đang lo phủi những vết gàu trên gối và nệm. Anh Phúc buồn bã nói với chị Hạnh: "Sao anh đổ dầu gội trị gàu rồi mà vẫn bị, mà ngày một nặng hơn? Chắc do anh chưa chọn được loại dầu gội phù hợp thôi. Hay mình dùng những cách em thấy trên mạng đi anh. Chiều anh đi làm về mua hai lon bia nha, dùng bia mình gội đầu, em thấy trên mạng chỉ như vậy đó." Anh Phúc nghe có vẻ hơi lạ, nhưng bây giờ anh cũng không biết phải làm sao, nên anh thử nghe lời vợ xem như thế nào. Và ngày sau, dù anh Phúc đã thử bao nhiêu cách nhưng vẫn không trị dứt điểm được gàu và có dấu hiệu rụng tóc rất nhiều. Hôm nay bà Ngọc vào phòng con trai để quét dọn thì thấy dưới sàn nhà đầy tóc và có những vết gàu trên giường và dưới đất rất nhiều. Bà mới hiểu ra tại sao anh Phúc mới có những hành động lạ như vậy. Bà liền gọi cho anh Phúc vào phòng. Anh Phúc chạy đến trước cửa phòng thì bà Ngọc liền nói: "Con đang bị gàu bữa giờ phải không?" "Dạ đúng. Mà sao mẹ biết? Trong phòng con đầy những vết gàu đây nè, bị bữa giờ mà không nói với mẹ, mà âm thầm vậy con? Tại con nghĩ chuyện này không có gì lớn nên không nói với mẹ." Bà Ngọc trả lời: "Gàu thì đúng, không vấn đề nghiêm trọng, nhưng bị lâu và ngày càng nhiều thì là vấn đề quan trọng. Vậy con đi bác sĩ chưa?" "Dạ chưa, con chỉ áp dụng mẹo trên mạng và dùng dầu gội trị gàu thôi." Bà Ngọc đáp: "Vậy không được đâu con, phải đến bác sĩ khám và tư vấn sẽ mau hết hơn." "Dạ, vậy giờ con đi đến bác sĩ da liễu ngay." Vậy là anh Phúc quyết định đi đến nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ da liễu.
Dạ không biết là bác sĩ Thảo sau khi xem tình huống xong thì có cảm nhận như thế nào ạ? Xem cái clip vừa rồi á thì bác sĩ thấy là đây là một cái phản ứng rất là bình thường của hầu như đa số những cái bệnh nhân mà nếu như gặp trường hợp là bị gầu. Tại vì khi mà gặp trường hợp bị gầu thì chắc chắn là cái việc đầu tiên người ta chưa nghĩ đến bác sĩ da liễu đâu, mà người ta sẽ tự tìm các phương pháp để người ta chữa trị, rồi người ta bôi thoa hoặc là người ta gội đầu. Sau khi mà những phương pháp đó không ổn rồi đó thì họ mới tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Cho nên đây là cũng là một phản ứng rất là bình thường và rất là thường gặp. Thưa quý vị, vậy là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đang xoay quanh đó là nguyên nhân và cách trị gầu và nấm da đầu hiệu quả. Dạ thưa bác sĩ có thể phân tích cho quý vị khán giả hiểu được gầu là như thế nào và tại sao lại có gầu ạ? Gầu là một cái tình trạng bong da đầu mà rất là thường gặp. Thường á là chu kỳ của da chúng ta nó sẽ có những cái lớp thay da theo chu kỳ, thường á là khoảng 21 ngày cho đến 30 ngày nó sẽ thay một cái lần cái lớp vỏ bên ngoài, hay chúng ta còn gọi là thượng bì đó. Thì nếu như cái quá trình này nó diễn ra một cách bình thường thì ai chúng ta cũng sẽ có cái hiện tượng thay da này hết. Nhưng mà khi mà cái chu kỳ này nó diễn ra nhanh hơn, có nghĩa là cái quá trình tạo ra lớp sừng nó nhanh hơn và nó bong tróc nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là những cái mảng vảy nó rớt trên bề mặt da của chúng ta và nó rớt trên áo của chúng ta nhiều hơn. Đó chính là những cái hiện tượng gầu. Như vậy gầu nó cũng không phải là một cái gì đó quá bất thường, nó chỉ là cái tế bào sừng của chúng ta nó bị tạo ra nhanh chóng và một cách ồ ạt, làm cho chúng ta cảm thấy mất tự ti. Và nếu như mà chúng ta khắc phục được cái tình trạng mà da đầu bong tróc này thì chúng ta sẽ đem lại cái sự thoải mái tốt hơn cho cái người bệnh hoặc là cho những cái bạn đang có tình trạng gầu. Vậy thì về cái chuyện mà nấm da đầu đi, có phải là từ gầu nó chuyển qua nấm da đầu không bác sĩ? Nấm da đầu á thì nó là một cái dạng nấm mà nó đã phát triển tốt nhất ở trên cái vùng da đầu, và thường á thì nó cũng sẽ có liên quan một phần. Có nghĩa là khi mà da đầu chúng ta nó bị bong tróc ra và kèm theo mồ hôi, khí hậu, nắng nóng, và nếu như chúng ta thuộc dạng cơ địa da nhờn mà gầu nó tróc ra nhiều quá, nó sẽ tạo ra những cái mảng vảy. Có những cái dạng như da khô, gầu mà là gầu khô á thì nó sẽ rơi rớt. Thì không biết là cái nguồn nước nó có phải là một trong những cái nguyên nhân gây ra gầu với lại nấm da đầu nữa không ạ? Sự thay đổi môi trường xung quanh nó là cái yếu tố thúc đẩy chủ yếu. Đầu tiên là cái nguồn nước, thứ hai là khí hậu. Da đầu của chúng ta cũng giống như da cơ thể của chúng ta, nó cần phải có một cái lượng ẩm cần thiết. Và khi cái độ ẩm ở trên da nó thay đổi, kể cả da đầu luôn, thì nó cũng sẽ làm cho cái quá trình bong da nó diễn ra nhiều hơn. Và đó chính là cái điều mà Trâm thấy là tại sao bắt đầu nó sinh ra gầu. Và cái quá trình sinh ra gầu đó thì nó sẽ kéo theo, nó thúc đẩy cái quá trình mà những cái vi nấm nó tạo ra một cái môi trường mà, thì vi nấm nó sẽ dễ dàng nó sinh sôi trên những cái vùng da đầu mà nó đang có tình trạng gầu đó. Đó là những cái lý do mà rất là thường gặp luôn để mà mình sinh ra những cái tình trạng nấm da đầu. Và em cũng không biết là một người mà người ta bị gầu nè, rồi người ta lại bị cả nấm da đầu nữa, thì khi mà mình ngủ chung với một người khác thì có bị lây nhiễm không ạ? Em phát hiện ra là khi ngủ chung á thì cái người em của em á cũng bị luôn. Gầu á thì không có lây, tại vì gầu nó là một cái dạng bong tróc của da đầu thôi. Nó là một cái phản ứng sinh lý bình thường khi mà da đầu mình tiếp xúc với một môi trường mới hoặc là thay đổi cái môi trường do mình tạo ra, ví dụ như mình thay đổi dầu gội. Nhưng nấm thì nó có lây. Đó là lý do vì sao mà các bác sĩ da liễu khuyên là chúng ta không nên dùng chung lược chải đầu, tại vì lúc đó chúng ta rất là dễ bị nhiễm nấm. Đó, như vậy thì còn cái việc ngủ chung thì trừ khi là ngủ chung gối hoặc là chung mền một cái thời gian lâu, còn gối ai nấy ngủ thì bác sĩ nghĩ là nó cũng rất là khó để lây. Vậy thì bây giờ mình làm sao để mà mình trị được gầu và trị được nấm da đầu ạ? Đối với gầu ha, thì đó là một cái dạng tăng sừng và một cái dạng khô da trên da đầu. Khi mà chúng ta thấy là những cái mảng gầu mà nó rơi rớt, nó bong tróc, như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải bổ sung dinh dưỡng từ bên trong. Đối với các bệnh lý da liễu thì lúc nào cũng sẽ có bổ sung dinh dưỡng từ bên trong và có bôi thoa bên ngoài. Như vậy thì bổ sung dinh dưỡng từ bên trong, chúng ta sẽ bổ sung những cái dạng thực phẩm mà nó sẽ có là magnesium nè, kẽm nè và vitamin nhóm B.
thì nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình làm mềm da đầu, ổn định cái lớp sừng được tốt hơn. Và ngoài ra nếu như chúng ta thấy rằng cái da đầu chúng ta khô do cái môi trường xung quanh nó quá lạnh hoặc là nó quá nhiệt, thì lúc đó chúng ta có thể bổ sung thêm vitamin E để nó làm mềm cái bề mặt da. Và yếu tố tiếp theo nữa là chúng ta có thể chọn những cái loại mà dầu gội nó có cái thành phần của selenium, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc bạc đi lớp sừng tốt hơn. Và ngoài ra nếu như chúng ta có kết hợp thêm một cái tình trạng nhiễm nấm giống như mình bị ngứa đi, thì chúng ta sẽ dùng thêm những cái hoạt chất mà nó có thành phần là ketoconazole, thì lúc đó nó cũng sẽ ức chế một phần nào những cái tác hại do những cái nấm ở trên da đầu. Và một cái yếu tố nữa mà khi chúng ta sử dụng dầu gội chúng ta phải nên nhớ ha, nếu như chúng ta muốn dầu gội đạt cái kết quả tốt á, thì khi chúng ta gội đầu chúng ta phải để cái dầu gội có những thành phần hoạt chất mà như bác sĩ vừa kể như là ketoconazole ở trên vùng da đầu khoảng từ 5 đến 7 phút, chứ chúng ta không nên xả liền ha, thì lúc đó đó là thành phần hoạt chất đó nó mới tác động được với lại cái những cái yếu tố nội tại như là vi nấm ở trên da đầu, thì lúc đó chúng ta mới đạt được kết quả tốt khi chúng ta gội đầu. Và nếu như mà nâng cao hơn một chút nữa về cái chuyện mà chúng ta bị nấm một cách ồ ạt và nhiều hơn nữa, hoặc là một cái tình trạng viêm da tiết bã diễn ra một cách rầm rộ, thì chúng ta có khả năng chúng ta phải dùng thuốc để chúng ta ức chế những cái sự tăng sinh của vi nấm hoặc là kiểm soát cái tình trạng mà viêm da tiết bã đang diễn ra một cách ồ ạt. Thì nhiều yếu tố phối hợp giống như vậy thì lúc đó là chúng ta mới có khả năng điều trị nó thành công. Dạ. À, sau khi mình điều trị thành công xong rồi thì không biết là nấm da đầu nó có quay trở ngược lại đúng không ạ? Dĩ nhiên nếu như mà chúng ta điều trị tốt rồi á và chúng ta có một môi trường sạch sẽ thì cái nấm nó rất là khó quay trở lại. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng ha, vì nấm là một cái yếu tố một nó tồn tại khắp xung quanh ở chúng ta, chỉ cần là chúng ta không vệ sinh sạch sẽ thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể chúng ta bị nấm trở lại. Và nhất là khi mà cơ thể của chúng ta có sức đề kháng kém, khi mà chúng ta không có giữ được vệ sinh tốt và môi trường xung quanh của chúng ta ẩm thấp, thì đó là những cái yếu tố làm cho cái vi nấm nó dễ dàng sinh sôi nảy nở hơn. Dạ. Thưa bác sĩ, là ngày xưa thì ông bà mình ở dưới quê thì hay dùng cách để mà trị gạo là dùng bồ kết nè, hoặc là chanh nè, vỏ chanh vỏ bưởi nè, xong rồi nấu lên xong rồi bắt đầu gội đầu để vừa cho trị gạo nè, vừa làm bước tóc nữa, thì không biết cái nó có công dụng thật sự không ạ? Đúng, tại vì sao? Thứ nhất á, chúng ta phải phân tích ha, gạo nó là một cái dạng tăng sừng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng những cái dạng axit để chúng ta bạc đi bớt cái lớp sừng đó và chúng ta sẽ dưỡng nó thêm. Vậy thì trong chanh nó cũng có axit, và chúng ta gội đầu bằng những cái mà gọi là chiết xuất từ chanh đó đó, nó sẽ cũng sẽ tốt cho da đầu. Tuy nhiên, một cái điều mà chúng ta không có kiểm soát được đó chính là bao nhiêu là tốt. Yeah. Có nghĩa là chúng ta dùng nửa trái chanh, hay chúng ta dùng nguyên trái chanh, hay chúng ta chỉ vắt vài giọt chanh, thì không ai có thể nói được. Đó chính là lý do vì sao người ta đã sản xuất ra những cái dạng dầu gội mà có cái thành phần axit nhẹ trong đó, để và tất cả những cái yếu tố nó hòa quyện với nhau. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Để kết thúc chương trình thì bây giờ mời bác sĩ sẽ đưa ra những cái lưu ý hoặc là những cái biện pháp để gầu không quay trở lại. Đối với những cái trường hợp mà chúng ta đang bị gầu, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải giữ cho làn da chúng ta, và nhất là da đầu chúng ta thông thoáng. Một việc mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm là một môi trường mà vi nấm và tất cả những cái yếu tố ngoại lai nó tồn tại rất là nhiều. Chưa kể là cái việc mà chúng ta rất là ít khi mà vệ sinh cái lòng của nón bảo hiểm đó, thì nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng là nhiễm nấm do chúng ta đội những cái nón mà nó bị ẩm thấp. Điều cuối cùng đó chính là chúng ta luôn giữ vệ sinh cơ thể của chúng ta sạch sẽ. Thì hy vọng là với những gì bác sĩ chia sẻ, các bạn sẽ có một cái làn da đầu khỏe mạnh. Dạ. Ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Phương Tạo đã chia sẻ cho mình một cách rất là cụ thể và chi tiết, và Trâm hy vọng rằng sau khi xem tập này xong thì quý vị sẽ bỏ cho mình những cái bí kíp hoặc là những cái kiến thức thật là hay ho để điều trị gầu và nấm da đầu nhé. Và lời khuyên của bác sĩ cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Cả nhà đừng quên giờ phát sóng của chương trình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.